Hiếu Fan Vlog gửi lời chào thân yêu và trân trọng nhất đến với cô chú anh chị và các bạn trong cũng như là ngoài nước ạ. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong cái video này. Video này Hiếu xin làm cái nội dung cấp báo để gửi đến cho quý vị được biết như sau. Thì mấy ngày vừa qua ở trên mạng xã hội cũng như là dư luận xôn xao bàn tán về cái việc mà cán bộ thôn đã thu lại cái số tiền của người dân, mà cái số tiền này đích thân ca sĩ Thủy Tiên đã trao tặng cho bà con ở vùng lũ, thưa quý vị. Thì cái việc làm của những cái cán bộ này cũng như là những cái thành phần khác mà có liên quan đến cái vấn đề mà thu lại cái số tiền này đó được dư luận lên án và chỉ trích rất là nhiều. Cho nên báo cáo của Hiếu hôm nay đến với quý vị khán giả như thế này. Theo thông tin mà Hiếu cập nhật được thì chính quyền ở thôn này đã trả lại cái số tiền đó cho người dân, thưa quý vị. Thì cái sự việc này được chủ tịch thôn là cũng đã lên tiếng. Đó thì Hiếu chia sẻ cho quý vị được biết như sau. Thì theo những gì mà báo chí đăng tải cách đây không lâu đó, thì thôn đã trả lại cái số tiền mà chính ca sĩ Thủy Tiên trao tặng cho người dân, thưa quý vị. Thì như quý vị cũng đã biết là ngày 30 tháng 10, bà Nguyễn Thị Tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết vào sáng cùng ngày, thôn Ngọa Cương đã trả lại số tiền mà ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ cho bà con. Thì đây là một cái thông tin rất là vui, đúng không ạ? Rất là mừng. Đó, mừng cho những cái bà con mà đã bị cán bộ này thu tiền đó, thưa quý vị. Thì như quý vị đã biết là lật lại cái sự việc, thì trước đó vào ngày 28 tháng 10, ca sĩ Thủy Tiên đã về xã Cảnh Hóa, Quảng Trạch trao quà ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do đợt lũ lụt cho hàng trăm hộ dân ở xã này, thưa quý vị. Thì mỗi hộ là sẽ được nhận với số tiền là 6 triệu đồng. Đó. Thì riêng với cái thôn mà Ngọa Cương đó quý vị, thì có là 69 hộ được hỗ trợ. Sau khi các cái hộ dân được trao cái số tiền nói trên, thì ban cán sự thôn Ngọa Cương đã thu lại toàn bộ cái số tiền này, thưa quý vị. Thì cái số tiền mà thu lại được thôn giải thích như thế này, à, thôn cho rằng là thu lại cái số tiền này để san sẻ cho các cái hộ gia đình khác không có được nhận cái sự hỗ trợ này, thưa quý vị. Ví dụ như một số hộ gia đình có người già neo đơn, bệnh tật, họ cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhưng ít hơn, nên không thuộc diện vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ. Đó, thì theo những gì mà bà chủ tịch chia sẻ như thế này là Ủy ban Nhân dân xã đã yêu cầu thôn này rút kinh nghiệm để không lặp lại cái sự việc tương tự, thưa quý vị. Thì tất nhiên là cái việc làm này đã thấy rõ ràng là đã sai rất là rõ ràng rồi, đúng không quý vị? Đó, thì tất nhiên là phải trả lại cho người dân cái số tiền này rồi, đúng không ạ? Còn cái việc mà những cái hộ khác như những gì mà các cán bộ này nói là còn rất là nhiều hộ người già neo đơn như thế này thế nọ, thì Hiếu cũng rất cần là những cái người có trách nhiệm là lập lên cái danh sách và đưa cho ca sĩ Thủy Tiên. Đó, thì hai vợ chồng của ca sĩ này sẽ đến và xem xét cái sự việc, cái hoàn cảnh đó và sẽ hỗ trợ cho bà con ở đó. Thì qua cái sự việc trên thì cán bộ đã trả lại cái số tiền và cũng đã có cái lời xin lỗi đến dân, thưa quý vị, vì thu sai cái quy định. Đó. Thì qua cái việc làm này thì đây cũng là một cái bài học đối với những cái cán bộ này, bởi vì đây là cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của những mạnh thường quân đã trao đến cho bà con ở vùng lũ. Nhưng Thủy Tiên đã xem xét cái sự việc và những cái hoàn cảnh của những cái hộ này rồi, cho nên mới trao đúng cái số tiền là như vậy. Nếu mà thu lại của bà con thì thật sự là khổ cho người dân, đúng không ạ? Thì cũng rất mong là cán bộ phải suy nghĩ cái việc này cho nó thật là kỹ càng. Nếu còn những cái trường hợp khác có hoàn cảnh khó khăn thì cũng nên báo cho Thủy Tiên, cũng như là hỗ trợ về cái vấn đề mà thông tin nó để cho Thủy Tiên biết, mà Thủy Tiên kịp thời hỗ trợ cho những cái gia đình đó. Mà cũng không nên là tự ý thu lại cái số tiền này làm cho người dân rất là buồn lòng, đúng không ạ? Nó rồi trách móc là Thủy Tiên tại sao mà cho tiền mình như vậy mà
có dính líu gì tới chính quyền hay không, mà tại sao chính quyền lại đi lấy lại cái số tiền đó. Thì thật sự là dư luận rất là bức xúc trong cái việc làm này của những cái cán bộ này, thưa quý vị. Đó, thì như quý vị cũng đã biết là sau cái sự việc đó xảy ra, thì những cái lần mà trao tiền tiếp theo để cứu trợ đồng bào đó, thì Thủy Tiên cũng đã lên tiếng căn dặn bà con rất là kỹ. Tiền của Tiên trao cho bà con thì bà con phải nhận cái số tiền đó, và chỉ có bà con mới được hưởng cái số tiền đó, không có được quyền trao cho ai hết, dù cho bất cứ ai kêu như thế nào cũng không có đưa. Nếu mà bà con đưa thì Thủy Tiên sẽ thu lại cái số tiền đó, thưa quý vị. Đó, Thủy Tiên đã mạnh đó. Còn những cái việc mà thu lại số tiền của người dân đó, thì Thủy Tiên cũng lên tiếng rất là kịch liệt, là một đồng cũng không thể nào mà chạy khỏi Thủy Tiên đó. Thủy Tiên quyết đòi cho bằng được đó, thấy chưa, thấy Thủy Tiên rất là bản lĩnh và mạnh mẽ không. Cho nên là cán bộ cũng phải rút kinh nghiệm trong cái việc này, không riêng gì cán bộ ở đây, nhưng mà ở đâu cũng vậy, những cái thành phần nào cũng vậy, mình phải suy nghĩ cái việc đó cho nó rõ ràng và kỹ càng thì tốt cho người dân hơn, đúng không quý vị. Đó, thì cái video hôm nay là với cái mục đích là Hiếu chỉ báo cáo cái tình hình cho quý vị được biết là cán bộ thôn thu tiền của người dân thì cũng đã trả lại cho người dân rồi, thưa quý vị. Đó là một cái thông tin rất là vui, đúng không ạ. Thì cái video đến đây thôi, thì Hiếu cũng xin kết thúc. Và cái tình hình diễn biến cứu trợ đồng bào miền Trung của ca sĩ Thủy Tiên như thế nào thì những ngày tới Hiếu cũng sẽ cập nhật và làm cái video để truyền tải đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn trong cũng như là ngoài nước biết rõ hơn. Rất mong là cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước hãy đồng hành với Hiếu và đăng ký kênh, like, share, chia sẻ mạnh hơn nữa để cho mọi người biết đến Hiếu Fan Vlog. Hiếu xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị luôn luôn có cuộc sống an lành, ấm no và hạnh phúc, thành công hơn nữa trong công việc ạ. Video đến đây Hiếu xin kết thúc và tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái video tiếp theo.